cái lòng ngon lành lắm nha. Dạ. À, bác đây Vâng, bác cho vào lòng chưa? cho rồi Bác hôm nay là được nghe ba tiếng đầu tiên rồi gáy gáy rồi à? hả? Gáy chưa? Nó cu 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 À, nó cu chơi lúc 3, lúc 4 mà nó như thế nào cũng nhanh ý như nhỉ? Vừa mấy mấy sáng nay mà bây giờ mới đến đầu giờ chiều nó đã gáy luôn rồi. vừa cu cu rồi cu 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 rồi. Vâng, nhưng mà hỏi thật là bác nhìn thấy là nhìn nhìn cái hình thức nó có đẹp không? Nhìn về đường nước của nó, mã viết của nó là được đấy, nhìn đẹp đấy. Mà con đấy nó cũng hệ là nuôi nó thuần rồi đấy. Hơi nhỏ. Không, mùa này nó đang lông lá nó chưa được gáy, bây giờ là tháng 11 âm lịch, nói chung là mùa mùa để mà nói chuẩn nó là mùa báo tử của những chú chim cu gáy đấy, chứ phải không đâu. Vâng, mùa này nếu mà người nuôi 10 người thì gần như là cũng có một vài người là không có kinh nghiệm, là nó rù rồi rồi nó chậm gáy, rồi nó thậm chí là lên đến trường hợp xấu là tử tử vong luôn. Thế rồi, Vâng, tôi bị sao đấy? bởi vì là trống chim này trông thế thôi, nó hay bị rét, nó xù lông xong nó gầy dần, nó bỏ ăn, mà nó bị lạnh, nó bị lạnh ngấm là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái bệnh về về ăn uống kém thì liên quan đến tiêu hóa, hoặc là có những con nó bị dính gió. Dính gió là một phần là các ông cứ hay treo ở những cái lối hành lang hoặc là những cái chỗ tầng nhà thấp Cho nó ở nó trong hút. trong trong buồng tầng 2 luôn. Đấy đấy, nó hút gió thì nhiều khi những con nó bị lộn cầu nó chết luôn. Nên là cho nó nếu mà đúng ra là phải cho nó ăn uống đầy đủ để nó có cái lực nên nó chống rét. Rồi như vậy lạc gan rồi rồi đậu xanh gan rồi Vâng, nếu mà bác gạo và nếp đấy rồi. cho ăn lạc rang mới 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 đậu xanh mới các thứ mà ngũ cốc mà nó rang lên thì chim nó ăn nó đầy nội lực, nó sung chim lắm. Mùa Vâng. này mà không người tại sao mà sáng người ta đi là vì thế này, Vâng. tôi muốn là như vậy nó đi một khoảng thời gian dài như thế mà Vâng. lại để đến chiều tối nó mới mang đến thì như vậy là mình thương nó quá, Đúng rồi, nên tội cho nó. nên ta mới đi xe máy thì mưa tặng đi thì Bác đi bao nhiêu cây chỗ? từ cả Thanh Hoa lên đấy khoảng chục cây. Thanh Hoa lên chỗ Mỹ Đình là chục cây. Là cũng Ừ. thế mà cũng đúng giờ phết nhỉ, cũng tầm ý là có mặt lúc cái anh Khương anh làm việc cho cháu đấy, anh bảo là ấy thế là gọi điện cho bác thì bác lại ngay ở chỗ bốc hàng rồi. Ừ, tao thương nó như vậy, đi từ trên ấy xuống đây thì nó xe cộ này khác Bác thế yên đấy. tâm đi, cái con chim đấy là sẽ chắc chắn là sẽ mang lại niềm vui cho bác lâu dài đấy. Bác nên Rồi. nhớ là khi mà những con chim mà cháu đã đeo những cái khuy vào chân đồng đấy là những con thường là những Con này có khuyên con này có khuy mà bác nhìn thấy khuy đồng chưa? không chưa, nó phủ nó trùm cả chân nó rồi, Đấy là nó những trùm con chân. đấy là cháu đeo về là nếu mà người khác mà không biết cậy ra khi này còn hỏng mất chân chim, nó tốt nhất là cứ để Thôi cậy làm gì cho cuộc đời của nó như thế để cháu làm cái đấy, lính của cái bác mở cửa sang nó từ từ nó bước sang đấy. chuồng hoàng. Thế thì quá kinh nghiệm còn gì nữa, có kinh nghiệm con chim nó về bác thì nó cũng sướng đấy, nhưng Nó có từ từ nó bước sang lồng ừ. luôn, Vâng, thế thì tuyệt vời rồi. lồng này phải 37 phân, À, mình ăn 37 phân thì thoải mái quá còn gì nữa, 37 phân là đường kính của nó là thế là rộng đấy chứ, lồng vuông đồng vuông hai thì mái cơ mà, vâng, hai mái như là nó đứng cái gì, là có chạm đuôi không không chạm đuôi được, không? À, đấy không chạm đuôi nó phải không chạm đuôi cơ, nó chạm đuôi là nó cũng ảnh hưởng đấy. không, không chạm tí nào Vâng. đấy, đứng thoải mái. Anh sang anh ấy thấy rộng rãi, anh yên yên thêm em. Vâng, đây, chim của cháu nó chơi ác lắm này, đấy. Đấy rồi, trên đấy nghe nó quen Ui, thì nó nó gần như là dàn chim luôn, nó đến cái hôm nào nó khác. ngắm lên nó gáy râm ran. Vâng. Rồi nước non tử tế rồi, hai hai xong Ừ. rồi. Bây giờ là quan trọng là chống rét và cho ăn uống đủ chất và hàng ngày Ôi trời ơi, là bầu bạn với nó, thế là nó sẽ
biết là ông này là mang lại ấm no cho nó, là nó đáp lại, là nó gáy, nó chơi theo phong cách của mình thôi. Lạnh như tối chẳng hạn thì bác nó nằm ra trong cái phòng này của bác, nhưng mà có thể có điều hòa có rồi, thế thì tốt quá, nó về gì. thì sướng quá này gì nữa. Vì như cái phòng này, cái ô của bác đây là 16 m², mình chỉ có bác với nó với lại một con trà màu trắng mà. À, bác là đang chơi một con trà màu trắng. Vâng. Thế thì bác cứ chơi đi, nếu mà trong quá trình mà nuôi hoặc là huấn luyện hoặc là có vấn đề gì bác cháu mình lại giao lưu, hoặc là nếu có ông bạn nào mà có ý định hoặc ấy thì bác cứ giữ, Rồi rồi nhưng cháu Thao đúng nào chuẩn với các bác cao tuổi. yên tâm đi. Vâng, thế bây giờ cháu phải đi đi ra đón xe một tí, xong rồi cháu phải xin phép cháu cúp máy tại đây đấy, tại vì đi Rồi đi gọi điện tới đây 5 phút là cháu phải đi rồi. đi. Vâng, rồi rồi.